lại bản tin nhắn, trở lại bản tin để kiểm chứng fact check cái lời tuyên bố mới nhất đây của bà phó tổng. Kiểm tra thực tế, bà Kamala Harris đã tuyên bố sai sự thật về bạo lực súng đạn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Đây là một cái tấm hình mới nhất bà đưa ra, bà chụp mũ. Nói chung đảng Dân Chủ rất giỏi về điều này, cứ phun ra để có cái điểm chính trị, xong chính trị chính em, xong rồi bắt đầu là gì biết không, phun cho đã xong mà làm gì. Who care đúng hay sai, đây là cái phiên bản tiếng dịch, tiếng lộn tiếng Anh chưa có dịch qua. Để tôi dịch cái này cho quý vị nha, từ từ. Dịch đúng nghĩa nó luôn. Từ từ chờ tôi xíu. Tôi sẽ dịch đúng nghĩa nó cho quý vị. Rất là thú vị về điều này. Khi mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy bà Kamala Harris vẫn rất là đạo đức giả về điều này. Và gần như với thời của ông Trump đó, là tụi nó fact check every single day. Nhưng mà với thời của Biden đó, là mấy cái thằng fact check nó chết hết rồi. Đây, không biết dịch gì đúng không, tôi không biết nha. Đây là Google dịch. Cảm ơn Google rất nhiều. Bà Kamala Harris đã tuyên bố hôm Chủ nhật rằng bạo lực súng đạn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Bà nói, bạo lực súng đạn là nguyên nhân gây hàng đầu cho tử vong cho những trẻ em. Của đất nước chúng ta, Quốc hội phải có dũng cảm đi hành động và thông qua an toàn súng hợp lý, bao gồm lệnh cấm vũ khí tấn công và phổ biến kiểm tra lý lịch. Mai mốt check cái lịch ba đời lượng, đừng lo. Nhưng mà đây hoàn toàn là tin giả. Cái số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, cái Godfather của đám đảng Dân Chủ, cái nơi mà thật sự khi nói về nhiều con số tử vong hay là nhiều con số của COVID-19 nó đều khấu trừ từ CDC. Số liệu từ CDC cho thấy số ca chết liên quan đến súng từ 0 17 tuổi trở em là 2.281 vào năm 2021. Trong số ca tử vong do xe đụng là 2.503. Hơn nữa, theo số liệu của CDC, trẻ em có nguy cơ tử vong do tai nạn xe hơi cao gấp 27 lần so với súng. Tử vong do ngạt thở không chú ý đến trẻ em gấp 10 lần so với súng. Bà Kamala Harris đã kết hợp sự tuyên bố sai lầm của mình về kẻ giết trẻ em trong một thông địch kiểm tra lý lịch và cấm vũ khí tấn công. California là quy trình kiểm tra sơ yếu lý lịch ba đời lần. Lệnh cấm vũ khí tấn công từ cuối thế kỷ thứ 20, nhưng bản đồ tỷ lệ tử vong được giết chết do CDC cung cấp đứng đầu cả nước bằng súng là 2.495. Như vậy trên thực tế là hoàn toàn fake news đến từ bà phó tổng, và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.